Sáng nay ngày 4 tháng 1, tại thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất theo hình thức trực tuyến, kết nối từ nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường ở cả trong nước và trên thế giới. Nền kinh tế vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn thách thức, có nguy cơ lỡ nhịp với kinh tế thế giới và tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội. Không chỉ trong năm 2022, mà còn đối với cả nhiệm kỳ 2021-2025. Do đó, trên cơ sở yêu cầu cấp thiết của đất nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhằm kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, có tính chất cấp bách về kinh tế xã hội, tài chính và ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống COVID-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch COVID-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung ngoài khung khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích, làm rõ, thứ nhất, cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, sự cần thiết cấp bách của từng chính sách và tổng thể các chính sách, sự phù hợp với các chủ trương định hướng lớn của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội. Các quan điểm định hướng lớn cần quán triệt để vừa đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn khác của nền kinh tế, vừa gắn kết chặt chẽ với mục tiêu của các kế hoạch 5 năm, hàng năm và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội quyết định. Trong phiên sáng nay, Quốc hội đã nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ gửi báo cáo bổ sung đến đại biểu Quốc hội về tình hình phòng chống COVID-19 hiện nay, những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm, tiêu cực trong công tác phòng chống COVID-19 nói chung và tại công ty Việt Á nói riêng.